Anh chị và các bạn, bao nhiêu trong số anh chị các bạn lần đầu tiên có mặt ở Zoom I'm Happy thì vui lòng comment số 1 ạ. Lần đầu tiên có mặt ở Zoom I'm Happy thì vui lòng comment số 1 giúp Phương ạ. Vâng, cảm ơn anh chị các bạn. Và bao nhiêu trong số anh chị các bạn chúng ta đã trải qua một ngày làm việc rất là vất vả rồi, thế mà giờ đây vẫn tràn đầy năng lượng, thì hãy comment số 5. Comment số 5 giúp Phương. Số 5 chính là số sinh. Số sinh là đại diện cho sức khỏe đấy ạ. Rất là nhiều số 5 đúng không? Tất cả chúng ta đều là những người rất là năng lượng, và chúng ta đã trải qua một ngày rồi, thế mà giờ đây chúng ta vẫn còn tràn đầy năng lượng. Và chắc chắn rồi, chúng ta đã nhận một lời mời từ người thân, người quen của mình và đã có mặt ở đây tham dự cái sự kiện của Am Happy Việt Nam. Và chúng tôi cam kết với tất cả các anh chị các bạn, chúng ta chắc chắn là sẽ nhận được nhiều những cái kiến thức cực kỳ giá trị đến từ chuyên gia nhé. Thế và trước khi bắt đầu chương trình thì cho phép tôi được giới thiệu đôi chút về mình. Tên đầy đủ của tôi là Đặng Thị Việt Phương, hiện đang sinh sống ở Hà Nội và năm nay là 48 tuổi rồi. Thế và bao nhiêu trong số anh chị các bạn thấy rằng là 48 tuổi mà cũng trẻ như là 46, 47 thì cho Phương xin số 3. Cho Phương xin cái comment số 3. Cảm ơn cả nhà, số 3 chính là cái trái tim đấy ạ. Đó là ủng hộ cái độ trẻ của mình. Rất là cảm ơn tất cả mọi người nhé. Và Phương thì cùng với gia đình làm doanh nghiệp từ năm 1996. Và đến năm 2003 thì được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt cái dự án xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm và đồ uống. Thế và công ty trách nhiệm hạn phát triển công nghệ châu Âu được thành lập từ tháng 3 năm 2004, đã sở hữu nhà máy hơn 3 hecta tại Hưng Yên rồi. Và công ty thì đạt tất cả các cái tiêu chuẩn ISO 22000 và chứng nhận, đặc biệt là chứng nhận FDA được cấp bởi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ. Và trải qua hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong cái lĩnh vực sản xuất chế biến thực phẩm và đồ uống, Am Happy là thương hiệu của công ty châu Âu với mong muốn tận dụng được cái nguồn thảo dược quý sẵn có ở Việt Nam thông qua những cái công thức cổ truyền trong dân gian, tạo ra hệ sinh thái những sản phẩm từ thảo mộc tự nhiên, đưa thực phẩm xanh từ đất mẹ đến gần hơn với mỗi người dân Việt và giúp các gia đình chủ động bảo vệ sức khỏe của chính mình. Và đặc biệt là Am Happy có một cái khát vọng kiến tạo nên cộng đồng hàng triệu gia đình Việt Nam hạnh phúc và thịnh vượng. Cùng với những cái chiến lược kinh doanh đột phá, lộ trình đào tạo chuyên nghiệp, chúng tôi cam kết đồng hành cùng các đối tác xây dựng sự nghiệp thành công và kiến thiết cuộc đời mới. Và ngày hôm nay thì tôi thực sự rất là vui mừng chào đón tất cả anh chị các bạn có mặt ở sự kiện này. Vì chắc chắn rằng là từ mỗi người ở đây sẽ lan tỏa ra những cái thông tin giúp nhiều người hơn nữa đón nhận những cái kiến thức cực kỳ giá trị. Và chúng ta hãy nhanh chóng gửi cái link Zoom này cho người thân, người quen của mình. Bởi vì không dễ gì có một cái chương trình được thiết kế rất là tỉ mỉ, dày công từ một chuyên gia, và là cái người mà đã từng nghiên cứu rất là chuyên sâu về các cái dòng thực phẩm bảo vệ sức khỏe để giúp hàng ngàn khách hàng cũng như là bệnh nhân cải thiện được các cái vấn đề về sức khỏe của họ. Người mà luôn đau đáu kiếm tìm những cái sản phẩm chất lượng với cái giá thành hợp lý để anh có thể giúp được nhiều người hơn nữa. Và có một cái bí quyết và Phương được học hỏi rất là nhiều từ con người này, đó là anh luôn coi cơ thể của mỗi con người chúng ta là những vị thần y, là chính là một vị thần y, và chỉ cần chúng ta dẫn truyền cho vị thần y đó những cái sản phẩm đến từ thảo mộc tự nhiên thì sẽ đánh thức được cái năng lực chữa lành của chính họ, và để từ đó thì mỗi khách hàng của anh, và không quan trọng là sử dụng sản phẩm đắt tiền hay là không, không quan trọng là sử dụng sản phẩm của nhà sản xuất hay của hãng nào, thì với cái bàn tay phục dược của anh thì đều có những cái kết quả rất là tốt. Và từ đó thì biết bao nhiêu là khách hàng, bao nhiêu là thế hệ học trò, họ gọi anh bằng cái mỹ từ rất là thân thương, đó là thầy của tôi. Và ngày trước thì Phương không hiểu lý do tại sao mà rất nhiều người có thể là tuổi còn xêm cơ nhưng mà cứ mở miệng một câu nói rằng là thầy của tôi, thầy của chị, thầy của anh.
Và sau này thì Phương đã thấu hiểu được rằng là bởi vì trong tim họ luôn coi cái người ấy như là bậc, như là thầy của mình. Thế và Phương rất là may mắn được gặp anh ấy từ năm 2015, và chỉ có một lần gặp duy nhất thôi thì vợ chồng chúng tôi đã có một cái quyết định lớn ở trong đời, đó là đi theo cái ngành chăm sóc sức khỏe và giúp đỡ mọi người nâng cao cái chất lượng cuộc sống. Và trong suốt 9 năm qua thì tôi luôn làm theo cái quyết định đó cho đến tận bây giờ cũng không hề thay đổi. Và tôi rất hạnh phúc khi mà anh đã chiếu cố nhận cái lời mời hợp tác làm một cố vấn chuyên môn chiến lược gia về sản phẩm cho công ty I'm Happy Việt Nam. Và có anh đồng hành thì tôi tin chắc rằng là I'm Happy sẽ vươn ra thế giới. Và đến nay sản phẩm của chúng tôi đã có mặt ở Thái Lan, Lào, Campuchia và không lâu nữa thì sẽ đặt chân đến đất nước xa xôi là Mỹ và châu Âu. Vì ngay chính trong Zoom này thì cũng có một đối tác và chị đang cắt tiến hành các cái thủ tục để có thể đưa cái sản phẩm của I'm Happy ra thế giới. Và rất là tuyệt vời. Và bao nhiêu trong số anh chị và các bạn nghe đến đây rồi là chúng ta đã rất là mong muốn gặp được cái con người này tuyệt vời như thế này, một chuyên gia như này để chúng ta đón nhận nhiều cái kiến thức giá trị, thì chúng ta hãy comment số 6 ạ. Chúng ta hãy comment số 6 vào ô cửa sổ chat giúp Phương để là Phương biết được là mọi người đã đang hào hứng như thế nào để đón chờ những cái thông tin vô cùng hữu ích. Và cái chương trình đã được thiết kế rất là tỉ mỉ, anh đã dành rất là nhiều thời gian, rất là nhiều tâm huyết để thiết kế ra cái chương trình này, và hy vọng rằng là nó sẽ đem đến cho chúng ta rất nhiều những cái kiến thức bổ ích mà từ trước đến nay có thể chúng ta cũng chưa được biết. Và Phương cũng rất là đang mong ngóng đón chờ để được học hỏi. Và Phương vô cùng trân trọng và hân hạnh cũng như là rất là vui mừng được giới thiệu về người anh của mình, chuyên gia thực phẩm bảo vệ sức khỏe, người có tâm tầm tài và có trái tim lớn, người thầy của bao thế hệ học trò và cả tôi nữa, một cố vấn chuyên môn chiến lược gia sản phẩm của I'm Happy. Xin trân trọng kính mời Lương Y Nguyễn Ngọc Sáng. Xin gửi lời chào yêu thương thân ái đến tất cả các bạn đang có mặt ở trong phòng Zoom tối hôm nay. Tất cả những gì mà cô Việt Phương là nói về tôi thì tôi không có nói về mình nữa, bởi vì tôi và tính tôi cũng không thích nói về mình nhiều. Có một cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, đó là trong trái tim tôi luôn luôn mang một cái nỗi niềm rất là lớn là làm sao cho đồng bào của mình có được một cuộc sống an yên hạnh phúc, có được một sức khỏe vững bền để hết cái kiếp người của mình và sống trong cái happy đó, hạnh phúc. Và may mắn là tôi được chị Việt Phương cũng như là chị Giang Elisa đấy đã ngỏ lời mời, và tôi nhận ra đây là một cơ hội rất tốt cho tôi cũng như là rất tốt cho mọi người. Cho nên tôi quyết định hợp tác. Mặc dù tôi đang còn hợp tác với công ty Sovereign Wellness, nhưng mà các bạn nhớ như thế này: không có bất kỳ một công ty nào mà có những sản phẩm tuyệt đối được, cho nên tôi luôn luôn mở lòng để đón nhận tất cả những cái giá trị mới. Và tôi nhận ra sản phẩm của công ty Happy là sản phẩm của chính người Việt Nam sản xuất, đưa ra thị trường. Và cái tâm nguyện của Happy, những người mà lãnh đạo của Happy, là muốn khôi phục lại những cái bài thuốc y học cổ truyền của Việt Nam chúng ta đã có, cũng như là trên thế giới đã có. Và tôi là người rất am tường về Đông y, cho nên tôi thấy rằng là đây là đúng là một cái lý tưởng cao đẹp và tôi đồng ý hợp tác. Và hôm nay tôi xin phép được đi thẳng vào cái chuyên đề. Xin chia sẻ với các bạn về cái màn hình. Rồi, ok các bạn ơi, các bạn thấy rõ chứ ha?
Đấy, hôm nay tôi nói với các bạn một cái chủ đề là bí quyết bảo vệ lá gan, và nó sẽ giúp thải độc cồn trong cơ thể. Chúng ta đang cần hai cái điều này nha. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua về cái gan để chúng ta biết tầm quan trọng của nó như thế nào. Thưa các bạn, gan là tạng lớn nhất của cơ thể, vừa có chức năng ngoại tiết, vừa có chức năng nội tiết, và vừa là kho dự trữ của nhiều chất, vừa là trung tâm chuyển hóa quan trọng của cơ thể và có tính chất bảo toàn sinh mạng. Các bạn nhớ không? Ở đây cái câu cuối cùng tôi lưu ý các bạn là gan nó có cái tính chất bảo toàn sinh mạng, bởi vì nếu như mà chúng ta có được một cái lá gan khỏe mạnh thì độc tố nó sẽ không tích tụ ở trong cơ thể chúng ta nhiều. Mà độc tố không tích tụ ở trong cơ thể nhiều thì có nghĩa là chúng ta sẽ không bị những cái bệnh mãn tính không lây, và đặc biệt là ung thư không phát tác ở trong cơ thể chúng ta được. Cho nên cái tầm quan trọng của gan là như thế. Và tôi xin phép đi nói về cái chức năng của gan này, là gan đóng vai trò hữu hiệu giúp chuyển hóa và đảm nhiệm một số chức năng khác trong cơ thể như dự trữ glycogen, tổng hợp protein, huyết tương và thải độc. Gan cũng sản xuất dịch mật, một dịch thể quan trọng trong quá trình tiêu hóa. Cái kiến thức này thì hầu như là các bạn biết rồi, nhưng mà tôi còn xin phép được nhắc lại. Bởi vì là nếu như mà trong cái gan mà không có dịch mật, ví dụ những người mà đã bị cắt dịch mật rồi, những người đã bị cắt túi mật rồi thì mật nó không còn nữa, cho nên họ sẽ rất khổ sở về cái hệ tiêu hóa. Đó, nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là táo bón, hoặc là thỉnh thoảng nó lại bị tiêu chảy, cho nên chất lượng cuộc sống nó sẽ bị giảm sút một cách rất là đáng kể. Thì tôi đã tiếp xúc nhiều bệnh nhân và họ đã cũng thú nhận rằng là vì họ đã từng là bị bệnh vào bệnh viện và đã phẫu thuật cắt bỏ túi mật rồi, thì cái điều đó là một cái điều vô cùng đáng tiếc. Cho nên những ai mà muốn bảo vệ lá gan của mình thì muốn bảo vệ cái hệ tiêu hóa của mình có được một chất lượng tốt, thì chúng ta hãy bảo vệ gan mật của mình. Và đây là cái thông tin mà tôi muốn đưa lên để giúp cho các bạn có được một cái sự thấu hiểu nha. Rồi đây là một gan, là nó chính là một nhà máy lọc máu ưu việt, các bạn thấy không? Vì gan là cơ quan đầu tiên tiếp nhận các chất dinh dưỡng hóa tố khác nhau từ hệ thống tiêu hóa, gan trở thành nhà máy lọc máu chính và quan trọng nhất trong cơ thể. Ngoài gan ra thì không có bất cứ cơ quan nào lọc máu mà nó hiệu quả được như như là gan đấy. Cho nên chúng ta nhớ, tất cả máu trong cơ thể chúng ta nó có sạch hay không, dưỡng chất nó có đi đến được với tế bào và các cơ quan hay không, là lệ thuộc vào cái chức năng của gan tốt hay là không tốt. Vậy và cho nên là nếu như mà nhà máy lọc chất độc mà không hiệu quả trong hoạt động của nó, thì chắc chắn tất cả những cơ quan nội tạng khác và tế bào toàn bộ trong cơ thể và nó sẽ bị nhiễm độc và nó sẽ bị bệnh tật, nó phát sinh ra nhé. Rồi, gan là cơ quan gánh chịu nhiều nguy cơ. Đấy, thức ăn và tất cả các nhiên liệu phải đi qua gan trước để được thanh lọc và biến chế thành những chất liệu khác nhau. Đây cũng là nguyên nhân chính mà ung thư từ nhiều cơ quan và bộ phận khác có thể lây sang gan một cách dễ dàng. Cái này các bạn nhìn cái hình minh họa, các bạn có thể thấy rằng là nó phải chịu rất nhiều cái tấn công của nhiều nguyên nhân. Mà chúng ta thấy là gan nó có một cái điều tuyệt vời, nó là một cái nhà máy sinh hóa, một cái nhà máy sản xuất ra nhiên liệu dinh dưỡng cho tế bào của chúng ta mà rất nhiều người ta không hiểu được. Các bạn thấy là ví dụ như thế này, tôi ví dụ để các bạn hiểu này. Chúng ta ăn thực phẩm truyền thống, ví dụ như là rau củ quả cơm canh, thì chúng ta không hề ăn canxi, chúng ta không hề ăn keratin, nhưng tại sao móc mà tóc của chúng ta mọc ra được, móng tay của chúng ta mọc ra được? Làm sao mà một đứa trẻ mà nó chỉ bú có sữa mẹ không mà nó lại có được cái hình hài như vậy? Vậy thì ở đâu ra những cái thứ đó, đúng không? Vậy thì chính đó là nhờ cái chức năng của gan đó. Đó, cộng với một số các cái chức năng khác. Nhưng mà chúng ta qua đây thì chúng ta thấy không, cơ thể của con người chúng ta là một cỗ máy sinh hóa cực kỳ vi diệu, cho nên chúng ta đừng có dùng những cái hóa chất hay là cái sự can thiệp bên ngoài vào. Chúng ta đừng có dùng những cái loại thực phẩm mà nó không có thuần cái tính tự nhiên, bởi vì nó là chúng ta đưa những thực phẩm mà nó không có thuần tự nhiên vào là nó sẽ gây tổn thương gan một cách nghiêm trọng. Chúng ta hãy nhớ điều đó nha.
Đây, tôi nói để chứng minh cho các bạn thấy nè, các tác nhân gây thảm họa cho gan này. Thứ nhất là chúng ta thấy thuốc tây. Cho dù bạn uống thuốc tây dưới bất kỳ hình thức gì, các vitamin hay là các mineral, tức là các loại vi khoáng đi chăng nữa, thì tất cả đều là hóa dược, nó không phải là chất tự nhiên có ở trong thiên nhiên. Ví dụ như là trong cái nông nghiệp người ta dùng phân hóa học đó, cũng gọi là phân nhưng thành phần cấu tạo của nó là hóa chất, còn phân hữu cơ là phân từ con trâu, con bò, các loại gia súc người ta nó bài tiết ra, và người ta ủ phân đó để cho nó lên men và nó khử được những cái chất độc hại trong đó, và sau đó người ta phân cho cây cỏ, thì đó mới là các loại vitamin cực kỳ hữu ích cho cây trồng. Thì cơ thể chúng ta cũng vậy. Hãy nhớ, hãy cảnh giác một điều là thuốc không bao giờ đem lại giá trị cho sức khỏe, đặc biệt là nếu như mà chúng ta uống nhiều loại thuốc và uống lâu dài, là gan là bộ phận đầu tiên sẽ lãnh đủ. Mặc dầu dạ dày khi mà chúng, ví dụ như là tôi ví dụ nè, những người mà bị xương khớp uống corticoid với các thuốc giảm đau á, nó đi vào dạ dày thì nó chỉ tiết tăng tiết axit một chút thôi, nó chỉ khó chịu một chút thôi, nhưng mà dạ dày nó có hệ thống tự xúc rửa cho nó, là nó tăng cường cái dịch dạ dày. Cho nên chúng ta thấy là những người bị gút ta uống cái colchicine vô, tại sao mà nó ợ chua rồi nó bắt đầu nó tiết cái dịch chua, bởi vì dạ dày nó tự xúc được và nó tự bài tiết ra được. Chúng ta thấy nhiều khi chúng ta ăn chất độc đó, chúng ta ói ra được, cho nên nó cái độc tố nó không tồn tại là trong dạ dày, nhưng gan nó không ói ra được, gan nó không bài tiết ra cái cách đó được, cho nên nó phải hứng chịu. Nếu như mà ít thì khả năng của nó có thể là bài tiết ra theo các cái đường tự nhiên, nhưng mà nếu chúng ta cứ triền miên tháng ngày đưa độc tố vào, ví dụ như là những người mà bị bệnh mãn tính không lây, ví dụ như là tiểu đường này, bị gút này, bị cao huyết áp này, và ví dụ như là những bệnh bệnh tâm thần, bị viêm xoang, thì nếu như chúng ta đến các bệnh viện Tây y thì bác sĩ sẽ kê đơn và đề nghị bệnh nhân sẽ uống thuốc suốt đời, và uống thuốc đời đó chính là sẽ hại gan suốt đời. Chúng ta nhớ điều đó, cho nên là phải đi tìm một giải pháp khác. Chúng ta không phủ nhận giá trị của thuốc tây, tôi không hề phủ nhận giá trị của thuốc tây, bởi vì thí dụ như là bản thân tôi thỉnh thoảng nếu mà áp lực công việc hay là nó nhức đầu, thời tiết nó đau đầu quá, tôi vẫn uống một viên Panadol, nhưng mà tôi không bao giờ cho phép mình uống quá một ngày, tức là chỉ trong ngày uống một hoặc là hai viên để giúp cho hệ thần kinh mình nó dịu đi, cái synapse thần kinh nó tạm thời nó ngắt đi để mình chịu được cơn đau đó thôi, nhưng không được phép uống lâu dài. Các bạn nhớ điều đó. Vậy thì những người nào mà uống thuốc tây lâu dài thì bao giờ cũng hãy nhớ là phải có giải pháp bảo vệ lá gan của mình song song. Không là sau này, về sau này á, bệnh này chưa khỏi, ví dụ huyết áp không được khỏi, uống thuốc tây thì không bao giờ khỏi, thì cái gan nó đã tiêu rồi, chưa nói những bộ phận khác nha. Ở đây ta đang tập trung nói về gan. Rồi tiếp theo cái mà cực kỳ đáng sợ cho gan đó là rượu bia, thức uống có cồn. Chúng ta biết rằng là những cái chất có cồn này á, nếu như mà chúng ta uống một chút xíu thì đối với gan nó không không ảnh hưởng nhiều. 40 ml cồn trong một ngày á, 40 ml là nó tiêu hóa tốt. Trong một bữa ăn uống một ly nhỏ nhỏ rượu vang hoặc là rượu gì đó cũng được, thì gan nó có thể tự bài tiết rồi. Nhưng mà ở Việt Nam của chúng ta, người ta có một cái điều mà tôi thấy rất là đau lòng, rất là buồn, đất nước thì nghèo, khả năng kinh tế thì là thấp, mà ăn nhậu thì quá nhiều, cho nên cái gan của những người đó đó, những vị ấy đó, là luôn luôn chịu một cái sự tra tấn tàn nhẫn lắm, vì chúng ta không thấy được cái lời van xin, chúng ta không nghe được lời van xin, chúng ta thấy không thấy được cái nhu động, cái hoạt động nó, cho nên chúng ta cứ cưỡng bức nó phải chấp nhận những cái chất độc qua hình thức là chúng ta ăn nhậu mỗi ngày đó. Nếu thực sự mà chúng ta có lòng từ bi đối với chính cơ thể chúng ta, ở đây tôi kêu gọi các bạn là chúng ta hãy từ bi với chính cơ thể của chúng ta trước khi từ bi với bất kỳ ai. Chúng ta phóng sinh với cơ thể chúng ta trước khi phóng sinh ở ngoài sông suối. Bởi vì nếu như mà chúng ta không yêu thương lá gan của mình thì chúng ta sẽ dẫn đến những hậu quả thê thảm, trong đó ung thư nó sẽ xuất hiện. Vậy thì khi mà một người đã ung thư gan thì cái chết nó đến rất là nhanh, bởi vì trong cái kinh nghiệm là
33 năm trong ngành y và 15 năm mà tôi đã nghiên cứu về dinh dưỡng trị liệu, tôi đã tiếp xúc quá nhiều cái bệnh nhân ung thư và tôi nhận ra điều các bệnh khác, bệnh ung thư ở các vị trí khác, ở tạng khác thì thời gian nó chết chậm, nhưng đối với ung thư gan chết rất là nhanh. Bởi vì sao? Bởi vì nhà máy này nó quan trọng như tôi nói ở trên rồi. Chúng ta đừng có nghĩ là hút thuốc lá là gì ảnh hưởng đến phổi đâu, mà hút thuốc lá nó cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến lá gan của chúng ta. Mà chúng ta thấy có một điều là những người ăn nhậu là thường là những người sau đó là thịt cá xong rồi lại thuốc lá, bia rượu và thuốc lá luôn luôn là tấp vào trong cơ thể quá nhiều loại chất độc. Cho nên làm sao khỏe được? Làm sao mà những một dân tộc mà có quá nhiều người ăn nhậu như vậy mà là một dân tộc khỏe mạnh được? Không có chuyện đó đâu, hãy nhớ điều đó nha. Rồi, tiếp theo nó là gì? Bị sốt rét, thì sốt rét vàng da ngày xưa, bây giờ bị sốt rét thì nó ít rồi, nhưng mà chúng ta biết rằng là ngày xưa những người mà đi làm ở trong rừng sâu, những người khai quang họ bị sốt rét và chúng thấy vàng da và gan họ bị tổn thương. Bởi tại sao sốt rét ra? Chính vì vi 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 trùng sốt rét nó sẽ làm cho tấn công và gây tổn thương gan của người đó nhé. Rồi bệnh về đường mật, cái này tất nhiên là mật thì nó ở trong gan, cho nên hễ bị đường mật là bệnh gan nó bị ảnh hưởng. Và có một cái nguyên nhân cũng đáng sợ nữa và cực kỳ đáng sợ luôn ngày hôm đó là thực phẩm độc hại. Đây là cái nỗi một cái nỗi trăn trở của tôi. Và trước kia khi tôi còn làm báo đó, thì tôi còn phụ trách về trang Thầy thuốc và sức khỏe, hai tờ báo lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, và tôi đã đề cập đến rất nhiều vấn đề này. Tôi đã từng viết rằng là những người đi chùa, những người đi nhà thờ, những người mà cúng dường, những người mà làm những việc đạo đức nhưng mà sản xuất ra thực phẩm độc hại thì tội tày đình, bởi vì đó là giết người một cách tiện tiến gián tiếp á. Cho nên không có nơi nào như Việt Nam cái việc mà quản lý về 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 thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm kém quá. Cho nên là dân Việt Nam của chúng ta tỷ lệ ung thư càng ngày càng cao. Và các bạn nhìn đi, các bạn nhìn tại sao bệnh viện mà xây quá nhiều như vậy, và tại sao bệnh viện ung thư lại cứ tiếp tục mà xây dựng lên như vậy. Nó giống như nhà tù cứ tiếp tục xây dựng như vậy, là tình hình trật tự trị an của xã hội nó kém quá rồi. Cho nên nếu như bệnh viện mà càng xây nhiều thì có nghĩa là lượng người bệnh quá đông, nó không người ta không tìm ra được một cái giải pháp nào để bảo vệ cho sức khỏe của mình. Đó là cái bất hạnh cho chính cá nhân họ, bất hạnh cho gia đình họ, bất hạnh cho làng xóm, và bất hạnh lớn hơn là cho dân tộc. Bởi vì một xóm mà có quá nhiều người ung thư thì chúng ta biết như thế nào, một dân tộc mà quá nhiều người ung thư thì nó sẽ thảm họa như thế nào, thì cái này các bạn thừa biết điều đó nhé. Vậy thì nghe đến đây thì các bạn thấy sao ạ? Sợ không? Có sợ không ạ? Đúng không? Các bạn biết rằng là một con người tài năng cực kỳ nổi tiếng ở trên toàn cầu mà ông đã làm ra sản phẩm mà các bạn đang sử dụng, giờ tôi cũng đang sử dụng, là điện thoại iPhone Steve Jobs. Ông đấy, một con người kiến thức cao lắm, một người tài năng như vậy nhưng chết vì ung thư gan năm 56 tuổi. Các bạn thấy sao? Lẽ ra ông phải sống, ông mà biết được dinh dưỡng phục hồi mà tôi đang đề xướng, ông hiểu được sản phẩm của em Happy mà ông tìm đến nói là để mà sử dụng, thì chắc chắn ông sẽ còn tạo ra những kỳ tích cho nhân loại, ông sẽ đóng góp cho nhân loại nhiều cái giá trị cao hơn để các bạn theo. Cho nên tôi đã từng nói rất nhiều lần là bạn biết cái gì đi nữa mà bạn không biết cách bảo vệ sức khỏe, xem như bạn không biết gì cả. Bởi vì tôi có thể không biết gì về cấu tạo của cái máy điện thoại tôi vừa cầm để đưa ra cho các bạn. Nó bị hỏng, tôi có thể đưa ra cho thợ nó sửa lại, hoặc là tôi mua cái máy mới, nó không ảnh hưởng người đến sinh mạng, chắc qua là mình tốn thêm 15-20 triệu cái tài chính thôi, nó cũng không ảnh hưởng gì nghiêm trọng, đúng không? Nhưng mà nếu như mà tôi không biết cách để bảo vệ lá gan của tôi mất cả cái sinh mạng này, mà mất cả cái sinh mạng này thì không bao giờ điện thoại nào có thể đánh đổi được, không bao giờ cái biệt thự nguy nga nào có thể đánh được. Cho nên tôi mới đề xướng và kêu gọi tất cả mọi người là hãy tìm hiểu cho nó tỏ ngọn ngành, và chúng ta phải biết yêu thương và bảo vệ cơ thể. Chúng ta tìm ra cái nguyên lý là đánh thức thần y trong cơ thể để chúng ta biết cách mà bảo vệ cái tấm thân quý giá ngàn vàng này, đúng không? Vậy thì
Các bạn thấy là nếu như mà chúng ta không có kiến thức, chúng ta không có phương tiện, chúng ta không phương pháp thì chúng ta sẽ rất hoang mang. Và các bạn vào bệnh viện mà nếu bác sĩ nói là cái này là nguy lắm rồi, bệnh này là phải phẫu thuật hay là khối u to, đúng là khi đó các bạn mới thấy cái sự kinh hoàng, nó tại sao mà vừa đó uống rượu quá bây giờ nó như vậy. Thì bây giờ đừng lo nha, tới đây rồi là các bạn tôi chỉ cung cấp kiến thức để cho các bạn hiểu qua về cái cấu trúc và sinh lý của lá gan mà thôi. Còn bây giờ đừng sợ gì cả, không lo gì cả. Vì sao nè? Vì chúng ta đã có giải pháp bảo vệ gan và thải độc cồn đến từ em Happy đó. Tức là tôi đã có trong tay phương pháp. Vậy thì ở đây tôi muốn nói với các bạn làm bất kỳ điều gì, công việc gì, thực hiện một dự định gì thì việc đầu tiên bạn phải có trong tay là phương pháp. Rồi sau đó có phương pháp rồi thì chúng ta sẽ tìm phương tiện để ứng dụng phương pháp đó. Vậy thì bây giờ chúng ta đã có phương pháp là tôi sẽ giải độc tố ở trong gan, tôi sẽ có lá chắn cho lá gan, tôi sẽ giúp cho gan của tôi, là tôi sẽ tìm mọi cách để giúp lá gan đẩy được hết độc tố trong đó. Vậy đó là phương pháp. Tôi đã nghiên cứu phương pháp. Ví dụ như là đánh thức thần y trong cơ thể là một phương pháp, có phương pháp rồi đó. Bây giờ phương tiện là gì? Đây xin thưa với các bạn, đó là trà thảo mộc Ampoule. Đó, đây là một sản phẩm mà sẽ giúp cho tất cả những người có vấn đề về gan được bảo vệ một cách hiệu quả và vững bền. Tại sao tôi dám nói lên cái điều này? Bởi vì bản thân tôi đã test cái sản phẩm này suốt 2 tháng qua, và tôi test bằng nhiều hình thức, nhiều cách, và tôi cho những người thân của mình cũng test qua cái sản phẩm này, và tôi ghi nhận được cái kết quả nó mang lại là ngoài cái sự mong đợi của mình. Đó là cái hiệu quả của sản phẩm. Rồi. Bây giờ thì tôi đã nói với các bạn về thông tin về sản phẩm, thì khoan hãy vội tin. Bởi vì là người khôn ngoan, chúng ta phải tìm hiểu cho đến nơi đến chốn rồi chúng ta hãy đưa nó vào trong cơ thể của mình. Bởi vì hiện nay ma ma Phật Phật rất là nhiều ở ngoài kia, đúng không? Những kẻ dối trá nó bán đầy sản phẩm để đánh lừa người tiêu dùng, cho nên chúng ta hết sức thận trọng. Việc bản thân tôi cũng hết sức thận trọng khi quyết định hợp tác với MHP và tôi tìm hiểu về pháp lý sản phẩm này. Thì đây là sản phẩm đã được chứng nhận của VCA. Thì VCA là cái gì? Là công ty cổ phần chứng nhận VCA, là tổ chức chứng nhận của Việt Nam hoạt động trên cơ sở đăng ký với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam và các tiêu chuẩn đối với tổ chức chứng nhận của Diễn đàn Công nhận Quốc tế TAF. Đẳng cấp chưa? Ngoài ra VSA cũng là liên doanh với tổ chức G-Safety của Hàn Quốc để đa dạng hóa các dịch vụ chứng nhận của mình, là tổ chức chứng nhận hàng đầu Việt Nam về dịch vụ đánh giá chứng nhận cho doanh nghiệp, và tổ chức này đã chứng nhận sản phẩm và của tất cả các sản phẩm của công ty em Happy là đạt được cái chứng chỉ ISO 22000. Đó, các bạn thấy không dễ dàng gì mà có được cái chứng chỉ này. Vậy thì cái chứng nhận ISO 22000 là gì? Là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm quốc tế. Chúng ta nhớ nha, ở quốc tế chứ không phải là cái ao làng. Bây giờ có rất nhiều sản phẩm nhưng mà loanh quanh trong ao làng thôi, không ra được quốc tế đâu, bởi vì ra kia là nó bắt tôi bỏ thùng rác liền. Và tôi gửi hàng đi nước ngoài tôi biết mà. Và những người thân của tôi mang sản phẩm ra nước ngoài, nếu mà không đạt những tiêu chuẩn quốc tế là không cách gì lọt vào cái, ví dụ như vào thị trường Hoa Kỳ là không cách gì mà đưa qua khỏi cảng của Hoa Kỳ được. Cho nên đây là một cái giá trị rồi được công nhận cấp phép và có giá trị trên phạm vi toàn cầu. Vậy thì ở Việt Nam chúng ta có thể gửi hàng cái sản phẩm của MFP sang Úc, sang Mỹ, sang Pháp, sang Canada, sang Nhật, sang các quốc gia khác được không? Bởi vì nó có phạm vi toàn cầu, được công nhận toàn cầu, cho nên chúng ta thấy yên tâm chưa? Vậy thì chúng ta kinh doanh một sản phẩm mà chúng ta nó thấy cái giá trị pháp lý toàn cầu như vậy thì không phải lo lắng gì hết đó nha. Đây, bằng chứng là tôi mới gửi một thùng hàng cách đây chưa đầy một tuần sang bên Mỹ, và ngày hôm nay là bên kia báo và đã được nhận hàng rồi. Tôi chuyển phát nhanh, bên kia nhận hàng rồi, sản phẩm I'm Happy trong đó. Đó. Rồi một doanh nghiệp trong chuỗi cung cấp thực phẩm áp dụng và đạt được chứng chỉ ISO 22000 được nhìn nhận là một đơn vị có hệ thống quản lý tốt, an toàn vệ sinh thực phẩm và đảm bảo cung cấp các sản phẩm thực phẩm an toàn chất lượng cho người tiêu dùng. Các bạn thấy về mặt pháp lý đủ để cho chúng ta tin dùng chưa?
Trong khi có nhiều người tôi thấy rất là lạ lùng, những cái chứng chỉ tiêu chuẩn như thế thì không nghe, mà ra ngoài ngoài đường á, người ta mua một ổ bánh mì thì nó nhận cái gì vô cũng ăn hết đó. Mà trong khi những cái giá trị này thì không bao giờ tìm hiểu, đó là một cái điều lạ lùng. Cho nên tôi kêu gọi tất cả những người tiêu dùng khôn ngoan đó là chúng ta hãy cảnh giác với thực phẩm bẩn, nói không với thực phẩm, và chúng ta có kiến thức để chúng ta hiểu thực phẩm nào nên dùng để chúng ta sử dụng cho chính bản thân mình nha. Rồi pháp lý sản phẩm tại Hoa Kỳ đây nữa này, nếu mà tiêu chuẩn FDA bao gồm các quy định, quy trình và hướng dẫn mà Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm tại Hoa Kỳ đặt ra để giám sát, kiểm tra các sản phẩm thực phẩm, dược phẩm, thiết bị y tế, thuốc và các sản phẩm sinh học khác để bảo đảm an toàn và hiệu quả cho người tiêu dùng khi lưu hành sản phẩm tại thị trường Hoa Kỳ. Vậy thì sản phẩm MHP đã được FDA công nhận giá trị, đã được đăng ký thành công ở Hoa Kỳ. Thế thì các bạn thấy rằng là Hoa Kỳ dùng được thì Việt Nam chúng ta dùng được không? Sản phẩm này đưa ra thị trường còn ai thắc mắc gì nữa không? Đó là những cái giá trị pháp lý. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu sâu về cái sản phẩm trà thảo mộc Ampoule này, nó có cái giá trị gì. Thì đây là thành phần thảo dược ở trong một túi trà cổ của Ampoule nha. Thì nó có là cây khúng kháng, cây kế sữa, nước cát cam, mận khô, cam thảo, sơn trà, hoa cúc, hạt mùn, kỷ tử, cỏ trăng và bồ công anh. 11 loại thảo dược ở trong cái túi trà này y như là 11 cầu thủ đã được tuyển chọn từ khắp nơi để trở thành một đội bóng đi thi đấu quốc tế. Bởi vì sản phẩm này đưa ra nước ngoài được mà. Đó, chúng ta thấy không? Như vậy thì đó là một cái sự phối hợp, và với tư cách một lương y, một người có am tường về 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 thảo dược đông y, tôi xem tất cả các cái tài liệu này tôi mới ngỡ ngàng là đó là một cái sự phù hợp rất là tuyệt vời. Và tôi sẽ đi sâu vào cho các bạn hiểu. Đây, đây chúng ta nhìn lên nè, chúng ta biết thế nào là cây khúng kháng. Đây là hình ảnh nha. Thế nào là cây kế sữa, thế nào là cát cam. Đây là coi là củ sắn dây nữa đó các bạn. Rồi đây là thế nào là kỷ tử, là hình nó ra như thế nào đây. Và đây là quả sơn trà, đây là rễ tranh. À, đây là hạt muồng, đây là hoa cúc, đây là cam thảo, đây là bồ công anh và cuối cùng là mận khô. 11 thành phần có trong một túi thảo dược. Đó, dạng trà. Rồi tôi sẽ đi vào từng cái sản phẩm, từng loại thảo dược để các bạn hiểu tại sao mà nó có cái sự phối hợp như vậy. Cây khúng khén có khả năng giải độc, bia rượu và bồi bổ chức năng gan. Đó, chống gốc tự do. Chống gốc tự do có nghĩa là chống được ung thư, hãy nhớ nha. Tăng cường sinh hoạt, tăng cường hoạt động thể chất, hạ đường huyết, chống dị ứng. Đó. Chính vì vậy một số nơi ở Lạng Sơn, Cao Bằng người dân trồng cây quanh nhà để lấy bóng mát và dùng giải rượu khi cần. Đó, cái này đồng bào dân tộc người ta đã phát hiện ra giá trị của cây khúng kháng mà người ta đã dùng rất là lâu rồi. Chúng ta thế giới văn minh mà chúng ta có khi đi chậm hơn nha. Rồi cây kế sữa còn có tên gọi khác là cúc gai, có nhiều công dụng trong việc hỗ trợ các vấn đề về gan, tăng cường khử độc gan, bảo vệ tế bào gan, chống xơ vữa động mạch, kiểm soát bệnh tiểu đường. Đấy, đó là cái cây tính năng công dụng của cây kế sữa. Có một cái điều mà tôi nghiên cứu về tài liệu y học, y khoa, tài liệu về 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 thực phẩm chức năng. Trước đây tôi nghiên cứu về sản phẩm của công ty Sun Wellness và cái trong cái dòng Synrovital 4 La Mã đó, thì nó là rất là hay về điều trị, trong khi tôi dùng để giúp cho bệnh nhân các bệnh về gan mật phục hồi. Thì trong cái cây trong cái sản phẩm mà buổi sáng của cái dòng Synrovital 4 La Mã, nó cũng có cây cúc gai. Thế vậy là tư tưởng lớn gặp nhau chưa các bạn? Đó, người ta cũng bên khoa học kia, người ta cũng lấy cây cúc gai người ta đưa vào để giúp cho cơ thể giải độc được gan. Thì đây là cái giá trị của cây cúc gai, nó có ở trong cái thành phần của gói trà Ampoule nha. Rồi nước cát canh. Đây. Cát canh là một cây có nhiều thành phần hóa học quan trọng, trong đó purine và methoxypurine là hai hợp chất chính được tìm thấy trong loại dược liệu này. Purine có khả năng giúp cải thiện tuần hoàn máu, giảm stress, oxy hóa và tăng cường chức năng tim mạch. Cát canh có tác dụng giải nhiệt, giải độc, giải rượu, giải cơ. Vậy thì thưa với các bạn, trong đông y ấy, y học là nó có cái binh pháp, nó gồm có quân, thần, tá, sứ. Trong bài tất cả các bài thuốc đông y ấy, thì đều được phân ra là bốn nhóm
quân thần tá sứ. Vậy thì là như hồi nãy ở trên tôi đã nói là trong sản phẩm gói trà Ampu này nó có 11 cầu thủ, 11 thành phần để kết hợp lại đi đá quốc tế, thì khúng khén kế sữa và các căn nước các căn này chính là ba vị này là chủ vệ quân. Đó, tức là gọi là thành phần chủ lực trong cái trận đánh đó, tức là hàng tiền đạo sẽ đưa đưa lên trên cao để mà đá lọt bóng vào trong khung thành của đối phương. Thì ba vị này là chủ vệ quân, là vị chính để giúp cho gan và giải độc được rượu thành phần của cồn ở trong cơ thể của chúng ta. Chúng ta nhớ điều đó. Rồi kỹ tử, trong kỹ tử có chứa beta hydrochloride có thể làm tăng phospholipid trong huyết thanh và gan, cơ chế này tác dụng bảo vệ tế bào gan đáng kể. Đó, đó là những cái thành phần sẽ hỗ trợ thêm. Rồi quả sơn trà dinh dưỡng phong phú và đa dạng, quả sơn trà được xem là nguồn thực phẩm rất tốt cho con người. Loại quả mọng này chứa nhiều chất xơ có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa bằng cách giảm tình trạng táo bón và kích thích sự phát triển của các lợi khuẩn đường ruột. Chúng ta nhớ trong ruột chúng ta là nó có sẵn những cái loại vi khuẩn rất là có lợi. À, để khi chúng ta ăn thực phẩm vào nó sẽ tiêu hóa, cho nên những người bị tiêu chảy, những người uống kháng sinh, những người mà dùng các loại thuốc tây nhiều quá hoặc là thường có những độc, tại sao có hiện tượng bị tiêu chảy chính là lợi khuẩn đường ruột không còn. Cho nên khi mà đến bệnh viện bác sĩ thường kê các loại men vi sinh đường ruột, ví dụ như là prolactin, đó chính là một loại vi khuẩn đường ruột, nó là lợi khuẩn, gọi là lợi khuẩn để giúp cho cái ruột của chúng ta tiêu hóa được. Rồi, ngoài ra chiết xuất từ quả sơn trà góp phần làm giảm cái đáng kể quá trình vận chuyển thức ăn trong hệ tiêu hóa, giúp bảo vệ dạ dày, giảm tải áp lực đào thải cho gan. Đó, đó đó là những này gọi là vị thần, những cái vị là vị thần. Rồi rễ chanh, là rễ chanh có vị ngọt tính hàn và được quy vào kinh tâm, vị và tỳ. Việc sử dụng rễ cỏ chanh khô có khả năng mang đến nhiều lợi ích như bị ứ huyết lợi tiểu, trừ phụ nhiệt, thổ huyết chảy máu cam, tiểu ra máu hoặc gặp khó khăn khi đi tiểu tiện, hỗ trợ điều trị tình trạng niệu huyết. Niệu huyết là đi tiểu ra máu đó các bạn, nóng sốt khát nước, cho khả năng làm thông tiểu tiện, tẩy độc và thanh lọc cơ thể. Đây là một thành phần đóng góp vào trong công thức để giúp cho những người mà uống rượu say được loại trừ ra khỏi cồn, ra khỏi cơ thể bằng một cách nhanh nhất nha. Rồi tiếp theo là hạt mùng có hiệu quả trong việc bảo vệ gan, chống lại carbon tetrahydrate và gây ra tổn thương gan. Chiết xuất onotion monohydrate từ hạt mùng làm tăng mức độ oxy hóa và hoạt động enzyme glutathione ở gan, hoạt động bảo vệ gan của ethanol và không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Nó an toàn như vậy nha. Chúng ta uống hạt mùng nó sẽ rất là an toàn cho cơ thể chúng ta. Ngoài ra hạt mùng có thuộc tính chống độc nên có tác dụng giải rượu. Hạt nếu như chúng trong trường hợp trong vườn nhà bạn hoặc là trong khu vực bạn ở mà có hạt mùn nó mọc hoang rất là nhiều, chúng ta có thể hái cái hạt mùn nó, cái cây đó về chúng ta phơi khô và chúng ta cứ dần uống dần, nó cũng giải được rượu. Tất nhiên là nó không mạnh bằng, thế một cầu thủ thì nó không bằng một đội bóng được, nhưng mà nó vẫn có cái tác dụng đó, cho nên đây là một sự phối hợp để tạo ra sức mạnh của tập thể. Rồi hoa cúc là một vị thuốc giúp tiêu độc nhuận gan, tăng cường sự phát triển của hệ tiêu hóa, kiểm soát đường huyết, hạn chế sự phát triển của các tế bào ung thư. Các bạn thấy chưa? Vậy thì hoa cúc nó hay như vậy, nhưng mà nếu chúng ta uống hoa cúc thì nó sẽ hạn chế sự phát triển, tức là hiện tượng tăng sinh của các tế bào ung thư đó. Rồi cam thảo có tác dụng làm giảm hoạt hoại tử tế bào gan, giảm thoái hóa gan, tăng tế bào gan tái sinh, hạn chế sự tăng sinh của tổ chức liên kết, do đó làm giảm xơ gan. Cam thảo cũng có tác dụng hỗ trợ đào thải sự nhiễm độc từ thức ăn, rượu bia. Đó, nó là một tính năng giống nhau đúng không? Rồi, bồ công anh được y học công nhận có nhiều tác dụng, đặc biệt là hỗ trợ lợi tiểu, giúp nhuận tràng, chống táo bón và bảo vệ gan. Vì vậy những người uống bia rượu vô mà đi tiểu được nhiều thì coi như là rượu chất cồn trong cơ thể nó sẽ trôi ra bên ngoài. Vì thế nó giúp cho cái người đó rất là mau tỉnh và không bị ngộ độc. Rồi cuối cùng là mận khô này, có thể làm giảm táo bón, tốt cho tim mạch, xương khớp và làm giảm lượng đường trong máu, từ đó ngăn ngừa một số bệnh như tiểu đường.
Nhờ các thành phần này mà khi xem công thức của cái trạm phu này tôi mới biết được là thì ra nó có tính năng là điều trị cho cả hỗ trợ cho những người bị bệnh tiểu đường phục hồi nữa và nhiều tính năng khác nữa. Và chúng ta thấy đó là các cái thành phần ở trong sản phẩm. Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu nè, cách dùng nè, pha một hai gói với 100 đến 120 lít nước ấm hòa tan hết, uống trực tiếp, dùng tốt nhất trước và sau khi sử dụng thức uống có cồn. Thì thưa các bạn, sau cái phần này tôi sẽ làm demo cái sản phẩm để cho các bạn thấy được thực sự là giữa lý thuyết và thực hành ứng dụng vào trong cơ thể. Bảo vệ gan thì chúng ta chưa thấy được, nó phải có thời gian lâu. Nhưng giải độc cồn thì chúng ta sẽ thấy được ngay sau cái phần mà tôi chia sẻ. Vậy thì ở đây á, là dùng tốt nhất trước và sau khi sử dụng thức uống có cồn. Có nghĩa là các bạn hãy biết rằng là sản phẩm Ampua này nó sẽ giúp cho những người uống rượu sẽ không bị tác động bởi cồn ở lên hệ thần kinh. Và như vậy thì để hiệu đạt được hiệu quả cao nhất thì chúng ta sẽ có hai giai đoạn uống. Trước khi mà phải vào cuộc tiệc, bữa tiệc, cuộc ăn nhậu thì chúng ta phải uống cái sản phẩm này. Uống bao nhiêu là tùy vào cái sự tiên lượng của chúng ta. Trận này mà uống mấy lon, hay là uống mấy xị, hay là uống mấy chai thì chúng ta tự biết để chúng ta có một cái lượng sản phẩm này và uống kèm. Và sau khi mà nhậu để tránh cái tác động của cồn, hậu quả mà là do cồn nó gây ra cho gan và cho toàn bộ cơ thể thì chúng ta sẽ tiếp tục uống sản phẩm này nha. Vậy thì đối tượng sử dụng này, sản phẩm này dùng cho người trưởng thành, người bị suy giảm chức năng gan hay sử dụng rượu bia thuốc lá. Thì các bạn biết là cái chức năng mà gan nó bị suy giảm thì nó nhiều hình thức nó bộc lộ ra bên ngoài, ví dụ như là ăn không tiêu, ví dụ như là hay ngứa ngáy đó, rồi là cái mỡ tích tụ ở trong cơ thể nó nhiều, thì đó là những, nó là một trong những cái hình thức mà chúng ta nhận biết được là gan đã bị suy giảm chức năng, thì nên chọn cái sản phẩm này mà uống. Nếu như mà người không có bệnh về gan một cách cụ thể thì hàng ngày chúng ta cũng đã nên uống sản phẩm này rồi. Giống như bây giờ chúng ta không để cho trộm nó vào nhà rồi chúng ta mới đi kêu thợ đến mà làm cửa mà phòng vệ, mà chúng ta đã phải làm cửa ngay khi chưa có trộm về thì chúng ta phải bảo vệ lá gan hàng ngày thông qua sản phẩm này để chúng ta có được cái sức khỏe. Rồi quy cách đóng gói thì hộp 15 gói có 30 gram. Đó. Rồi, tôi vừa chia sẻ với các bạn phần lý thuyết về sản phẩm. Tiếp theo, phần tiếp theo là tôi sẽ làm demo với góc nhìn của một chuyên gia và demo rất là khoa học để cho các bạn thấy được thực sự là sản phẩm này nó có đúng với lý thuyết hay không. Thì tôi xin các bạn cho tôi tắt màn hình trong vòng 1 phút để tôi sang phòng kỹ thuật. Xin mời các bạn chờ chút xíu ạ.